qua ăn tất niên với Minh Tú. Quay vòng con cá mới mua, xin lỗi rồi. 85.000 nha. Bà qua bà kêu phải chân cá trước nhà. Vô vô nhà, vô nhà. Yeah. Chưa ai được thăm nhà của mình bơm. Được cho em muốn gì ạ? Em phải đọc đúng nha. Margarita. Maga. Viết sao đọc vậy? Margarita. Margarita. Là Margarita. Đọc cho nó. Margarita. Hồi nước miếng vô rủ. Margarita. Tao tính hết rồi, mấy con quỷ mà kêu tao xào bài, chia bài hay là mấy con quỷ hay là kêu tao dọn dẹp á, hay mẹ tao kêu tao dọn nhà, tao nói móng dài quá mới làm, không có dọn được, dọn cũng không có sạch nữa. Quan trọng là thông minh nha mọi người. Rồi để coi dân thông minh dắt chanh nè. Em thấy không, cái nết của chị nè, như trái chanh luôn. Biết sao không, nhìn rất là chua, nhưng cuối cùng nó không có một cái hộp nào. Thấy không, quan trọng là điều đó đó. Tết là vui vẻ mọi người, không quạo nha mọi người, vui vẻ nha. Tết vui vẻ nha. Nói chứ bữa nào làm cái party mời anh Thiên Thanh qua uống rượu. Ê hơi đông luôn á. Căng thẳng. Nhà chị thì có hai món nha. Hôm nay 27 Tết chị đó có trái cầu với trái sung rồi. Đêm 30 rồi tụi em biết mặt với chị. Hôm nay chị vui vẻ không quạo. Mình tâm tình nhau xíu thôi. Tết này hẹn đầm sang nước nha. 10 giờ sáng đầm sang nước, không gặp không về. Mùng mấy này cho anh Tivan tới tắm chung nè. Mùng 2, rửa cái nết. Mùng 2 đầm sang nước nha mọi người ơi. Mình ở đây á. Hả? Ai ở Sài Gòn cũ hết. Ngoài quán bar là tới 200 một ly. Quán nào chip chip là 180. Mời em uống. Welcome to my home. Mấy bạn sửa soạn ăn Tết như thế nào rồi? Nhà mình không có sửa soạn gì hết, tại vì có mình thôi. Mới giặt ga gối, ngồi cho nó sạch sẽ. Sit down please. Thì sao? Hôm nay sao kiếm chị? Đâu có ai chửi chị nữa hả? Đâu có, mọi người vẫn nói vậy thôi. Nhưng mà ý nói là quan trọng là trong năm vừa qua chị thấy chị làm sao? Thì vẫn đẹp, vẫn giàu. Ai mượn tiền có liền để chia. Cuộc sống rất an yên, vui được hạnh phúc. Sata năm ngoái cái video cà khịa đó, mọi người thích lắm. Nhưng mà cuối cùng mấy cái mà tụi nó cà khịa chị á, vẫn cà khịa lại. Chị không diễn nha, cà khịa đó là bày tỏ cảm xúc của chị đó. Tức á, trời ơi, tức dễ sợ tức luôn, nghĩ sao? Cà khịa hoài, sao giờ cà khịa gì? Cái áo quần Asians Next Stop. Cái Asian Next Stop. Em mà cực hiện người ta phải đọc đúng tên thương hiệu nha. Cái tên cuộc thi là Asia's Next Top Model. Not Asian, ok. Model chuyên nghiệp của mấy nước có nền thời trang đẳng cấp như Hàn, Nhật có ai quan tâm đâu. Quanh đi quẩn lại toàn Thái Lan, Philippines, Mã Lai. Ngừng nha, chị vô thay đồ ra nói chuyện tiếp. Chị phải bận một bộ đồ nó. Đợi chị xíu nha. Xíu rồi. You know, bedroom resting place. Dừng chân chân bên khi chiều nắng chưa phai. Dừng xa lập thoáng khi ta áo tung bay. Ê, sao giận tím người á tụi bay. Bay biết hiểu giận tím người không? Giận tím người là vậy nè. Để chị đọc lại, chị review lại cái đầu này não chị nha. Tức á. Bây giờ chương trình đó giờ chị đọc giải rồi, giờ em muốn sao? Giờ nó dậy rồi, em không đồng ý hay không kệ em. Mà cái chương trình đó là chương trình Đông Nam Á hồi nào. Chị nhớ cũng có mấy nước như Nhật Bản nè, Hồng Kông nè, Trung Quốc thi nè. Thì làm sao mà Đông Nam Á được. Mà bây giờ chị nói em nghe nha. Quan trọng á, giờ em có chơi chương trình Ao Làng, em đứng em làm đi. Em xin được bản quyền không? Em xin được cấp phép đó không? Ủa bộ tưởng được chiếu lên Fox là dễ lắm hả? Em thử đi. Em thử đi. Thôi giờ khỏi nè em ngon đi thi đi. Chửi em vậy? Không, cái này chị chia sẻ mà em hiểu không? Những người mà có nhiều cảm xúc như chị á. Cảm xúc thôi chứ
Xuân đã đến bên em. Giáng xuân tuyệt vời. Vui vẻ không quạ, một xuân tới rồi mọi người ơi. Mọi người vừa rồi là diễn 10, tao con cũng trên dưới 13 show à. Show của anh Đỗ Mạnh Cường nè, show của anh Đỗ Long nè, show của anh Vi Sinh Đoàn nè, show của anh Trung Thanh Phong nè, show của thương hiệu Miu nè, show của Stream nè, show của nhà thiết kế Phương Hồ nè, show của nhà thiết kế Thanh Huỳnh nè, được góp mặt vô búp măng non diễn cho tuổi teen em bé em mơ nè, được diễn show với nhà thiết kế Hà Nhật Tiến. Em choáng không? Chị nghe chị còn choáng. Thiệt ra chị nói em nghe nha, chị nói em nghe luôn. Tại vì có những cái chị làm là chị làm gì đam mê, phải thật sự vui vẻ, hạnh phúc, thuận mua vừa bán, bên hai bên win-win happy thì mình làm. Đúng không? Tự nhiên ở trong nhà mình đang làm hoa, cái mình đang được mọi người chăm sóc, cái tự nhiên mình đi qua chỗ khác mình làm cỏ, cái người ta giẫm đạp lên mình. Đi chi em? Đi chi? Đi đến chỗ nào mình phải biết cái giá trị, mình phải được tôn trọng chứ. Đúng không? Chị nói đúng không? Chứ còn mà chặt chém nhau hoặc là này nọ, ôi, không còn em, ăn cũng hết rồi. Quan trọng là niềm vui nha. Thanh xuân mà buồn, mắt mình nhăn, tốn tiền đi căng chỉ nha. Tiêm chích Botox rồi nữa. Sao? Em nói tiếp là gì? Nó chê Minh Tú cắt quốc tùy cục. Nó lấy cái video mà lúc chị cái CZ Cut Dead Opening nhớ không? Làm first face lúc chị đi sneaker. Cái nói Minh Tú đi cái tay kỳ quá. Mà lấy đúng cái đó chê. Bởi vì nên gì buồn. Nói mà, nói nhiều cái chị buồn. Không khóc, không rung rung mắt. Oh my god. Unbelievable. Chị quốc biết bao nhiêu show. Thấy không? Mỗi một show, mỗi một nhà thiết kế, mỗi một bộ đồ người ta sẽ có những cái khác nhau, những cái ý tưởng khác nhau để mà mình bày tỏ lên cái cá tính và cái phong cách cũng như là cái năng lượng bên trong con người của mình hòa mình vào cái show lúc đó. Như ngày xưa em nói chị không được diễn ai hết. Chị nghe chị buồn, chị tức chứ bộ. Nên chị phải đi diễn đó. Chị diễn là mà trả tiền cho mới diễn nha. Còn mình không trả tiền diễn đâu. Tại vì còn phải đi xe ôm, rồi make up, make up, đồ, dặm vá, đồ, em hiểu không? Nên là phải có tiền mới diễn. Không cần nhiều tiền, nhưng mà phải có tiền, phải đúng với cái công việc, cái công sức mình bỏ ra mới được. Mà tao nói thì tao tức nè. Biết sao không? Nước ngoài á, đi á, nước ngoài á, ở nhiều cái mấy em nói, mấy em xính ngoại mà mấy em không nghĩ, mấy em xính ngoại dữ lắm. Mấy em xính ngoại ghê gớm. Mấy em xính ngoại mà mấy em không thừa nhận công sức của người ta, người Việt mình bỏ ra. Ví dụ như em nói á, nhiều khi á chị đọc nhiều cái comment mà tụi em bình luận về mấy người mẫu khác á. Mấy em nói mấy người mẫu đó diễn show hội chợ, đúng không? Nhưng mà em tưởng đi làm ở nước ngoài dễ lắm hả? Đi làm ở nước ngoài á, cho dù nhà thiết kế chọn em mà em không có visa working, em không có một cái để mà người ta có thể xác nhận đóng thuế cho em á, người ta vẫn loại show của em bình thường. Còn chị nói thiệt nha, em mong muốn một người mẫu Việt Nam mà đi diễn Victoria's Secret á. Mình phải tịnh tâm nhiều lắm. Tụi em phải ngồi nghiệm. Nó là một cái show, nó tính về thương mại nhiều thứ lắm. Về thị trường marketing nè, em nhắm thị trường Việt Nam mình á, bỏ tiền mà mua đồ hiệu bằng thị trường Trung Quốc không? Không rồi đó. Chưa kể còn nhiều cái khác nhau lắm. Cũng thi hoa hậu cũng đẩy. Nó có nhiều thứ lắm. Tụi em không thể nào chỉ nhìn bề nổi mà tụi em quên đi những cái công sức mà mọi người làm. Họ casting, họ đi làm, họ cũng phải đi bộ, phải nhịn đói. Tất cả người mẫu đều giống nhau, giống như tất cả cuộc thi, tất cả các bạn đi thi đều cũng phải cực khổ giống nhau hết á. Nhưng mà có bạn hên được ca tụng, có người thì được bị lãng quên. Mà mấy em nói người ta diễn show hội chợ là chị không đồng ý. Tại nhiều khi cái show chính thống không có diễn được. Nguồn gốc, người ta hỏi em đến từ đâu là nhiều khi nha, không phải chị chê bai, có nhiều người không có biết là cái nước em đang đến là từ đâu nữa. Ví dụ như vậy nè, cũng là hai trái thông thôi em. Giờ ở đây không có hai trái bằng nhau, em hiểu không? Giờ chị ví nha, thì em tưởng tượng hai trái thông giống nhau nha. Mà trái thông á, mà bán ở Hóc Môn á là 100 ngàn, nhưng mà lên chợ Bến Thành là 200. Nhưng mà cũng giống nhau thôi, cũng lụm từ Đà Lạt gì bán thôi. Đó, nhưng mà nó khác nhau vậy đó. Về nhiều thứ lắm. Bởi vậy tụi em phải suy nghĩ, tụi em đừng có giống như nhiều cái comment tụi em á, nhiều người đọc, kiểu mà mấy người chai lì như chị Hiếu nói thì chị đọc ít chị quen rồi. Còn mà mấy bạn mà mới, hoặc là mấy bạn mà người ta thật sự người ta muốn tìm ước mơ của người ta, mà người ta đọc được người ta buồn. Mà cái nghiệp của mình nói ra
em nói nghe em đã mà những khúc đó mà em quên đi. Nhiều khi người ta dằn vặt đêm, người ta khóc, người ta buồn, người ta cảm thấy người ta thua kém, hiểu không? Đó, bây giờ cái nghiệp của mình được đâu. Còn show kỷ niệm của anh Võ Việt Trung nữa, chị không hề xin diễn cái gì vơ đép ba bốn màn gì đâu nha. Mấy em nói gì vậy, mấy em sai. Anh tin tưởng và trao cho chị trọng trách đó. Chị đi xuống cầu thang cũng mệt lắm chứ bộ, chị cũng sợ té sắp mặt chứ bộ, chị cũng bị sợ tâm lý của chị là sợ trời mình té mà mình nhìn xuống đất đi nha. Cái rồi mấy cái chị cà khịa mình là có cơ cấu và cơ sở nha, nó phà mình chết. Nhưng mà chị đếm, chị chuẩn bị tâm lý, chị đếm trước mười mấy bậc thang, cái tới lúc chị ra diễn chị nói là thôi kệ, người ta nói thì miệng ta thôi, quan trọng là mình đam mê với cái mình đang sống với cái đam mê của mình. Mình thích diễn catwalk thì làm diễn thôi. Sao mà rớt vậy? Sao mà bị xui rớt vậy? Em có nghe nói cái câu huông không? Kiểu như mà cái số lần rớt vậy là bằng với cái số lần chị đọc á quân. Chị chơi gì không bao giờ dễ nhất á, dễ gì thôi. Số phận, duyên mình lỡ. Rồi sao hồi xưa 2013 bày ra trò cách quốc ngược vậy mát? Không biết luôn á má. Không biết luôn á. Giờ mà kêu đi lại không biết đi luôn á. Tự nhiên cái đang đi thôi vậy. Huy đây vậy nào đi nha. Hả chưa biết cách quốc, cái xong rồi đi cũng... Đi lại. Cái gì vậy? Đó. Không biết luôn, em đừng hỏi chị, lúc đó chị còn trẻ con lắm. Trẻ trâu, young buffalo. Chị, mà tụi đó nói nha là nước tú sữa nha. Xong rồi hôm bữa mình đăng cái tấm hình năm 2019 lên nhớ không? Xong rồi kêu, ủa đâu có sữa gì đâu. Nhưng mà vẫn có đứa nó lì, nó lấy cái hình 2011 nó kêu, ủa sao kỳ vậy? Ê, nói nghe mấy đúng. Giờ em thử nha, em thử giùm chị mấy cách đầu tiên á. Là em để tóc dài, xong em đi cắt tóc em. Cái em để coi, nó khác nhau không? Thứ hai là em lấy hình em 17 tuổi, xong em lấy hình em 25 tuổi, em nhìn coi con mắt của em có vết chân chim hay là cơ hàm của em nó thay đổi không. Ví dụ như lúc hồi đó em trong sáng em ngủ thẳng đó, giờ em hết trong sáng em ngủ nghiêng, hoặc là em có những cái ca mà em sử dụng cơ hàm hay cơ mặt nó nhiều, hiểu không? Em biết không, sử dụng khi mà mình càng lớn là tần suất mình sử dụng cơ hàm rất là nhiều. Em đừng nghĩ vậy nha, đừng nghĩ vậy nha. Sử dụng cơ hàm như chị là sao, là chửi nhiều, khẩu nghiệp nhiều, nói nhiều. Đó, khi mình nói cái cơ hàm mình thay đổi. Chứ xong này cơ mặt mình lên, cái mình nhăn lên thôi. Cái cơ mặt mình sẽ 18 tuổi á, nó như một cái nụ hoa vậy nè. Con gái 18 tuổi như một nụ hoa. 23 đến 28 tuổi á, là thời khắc đẹp nhất, cái nó nở ra xíu. 25 đến 28 á, là đẹp hơn nữa, nở rộ luôn. Còn sau 30 đem đi dục luôn nghe. Sau 30 là phải có hóa chất vô mới dưỡng hoa được. Còn không có hóa chất là dục à. Mà con gái mà lấy chồng rồi là đó, cái hoa nở kìa. Tà lè nè. Đó, tà lè. Từ cái nụ chấm nở, xong mới nở tà lè nè. Nở thành cái miệng của tụi em luôn. Anh thấy đúng không? Anh thấy nói chuyện không? Vỗ ta. Suy nghĩ nha. Nó chưa Tết rồi. Vui vẻ mùa xuân sang không quạo nè. Minh Tú có gì gửi gắm tới fan, đặc biệt là anti fan. Nói chứ mùa xuân về rồi, đợi chị xíu. Mùa xuân về thôi chị xíu. Mùa xuân về rồi, đợi chị xíu. Đi ra đây đón xuân. Xuân đã đến bên em, giáng sinh xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin gửi hai cô tớ mùa xuân. Rồi bận nhìn vô giống cô anh Hoàng quá à. Tôi mua xanh lờ luôn mọi người, bận cho nó rộng. Mua online á, chứ không phải mua thử đâu nè, nó ngắn lắm nè. Mọi người mua rộng. Xuân về, em đây cũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một mùa xuân an lành, hạnh phúc, an yên, tiền vô như nước. Và những người ế như em thì tự nhiên em nói năm nay em có người yêu đó. Tự nhiên sáng em mới đọc luôn, tự nhiên em là mạng lộ bàn thổ. Năm nay là trúng sao mộc đất chiếu mệnh, là năm 2020 là tầm tháng 10 đến tháng chạp là em có người yêu. Tử Vi nói vậy á mọi người.
Đây là Chúc Theo Kiểu Hoa Hậu nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Tú. Nhân dịp xuân về, Minh Tú xin gửi lời chúc đến tất cả độc giả một mùa xuân an lành, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Qua tới tao chúc. Tao chúc hai version luôn. Minh Tú Nguyễn. Minh Tú Nguyễn nha. 20A Việt Nam, Hồ Chí Minh, Bình Thạnh. Bình Thạnh District, Hồ Chí Minh. Năm mới xin gửi chúc tất cả mọi người thích cái gì, đêm 30 Tết mình mang ra mình cúng. Như Minh Tú là mang ra chấn động luôn á. Má Minh Tú kêu là mình xin mang 5 ngũ quả, mình thích cái gì mình chưng lên. Là Minh Tú chọn là cầu, trái mãng cầu, cầu, dừa, đủ, xoài. Là mới 4 trái, cầu, dừa, đủ, xoài. Là cầu, dừa, đủ, xài á mọi người. Thêm cục vàng nữa là 5. À không, cầu vừa đủ xài là 4 món đúng không? Một món chấn động đó, biết gì không? Chai nước mắm là 5 món. Cúng năm mới ước nguyện xinh đẹp, cầu vừa đủ xài, có tiền, hạnh phúc, lo cho gia đình, bạn bè thân yêu, những người bạn bè nhiều khi người ta khó khăn, người ta hỏi mình cái ờ Minh Tú ơi, đang cần một cái khoản này gấp nào mày giúp được không? Sẵn sàng giúp đỡ. Năm nay có bồ, 5 năm nữa cưới, 2 năm nữa có con. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc, an yên. Quan trọng là phải vui vẻ và hạnh phúc. Vui vẻ hạnh phúc mới quan trọng lắm. Đừng chơi đánh bài, đừng chơi những cái gì mà nó hao tổn sức khỏe, hoặc là làm những cái chuyện mà làm gia đình buồn bã. Phải yêu thương mọi người nhiều hơn. Truyền cảm hứng á, truyền cảm hứng á mọi người, truyền cảm hứng á. Nói chứ năm mới vui vẻ không có quạo. Nói gì nói chứ cũng thương anti fan dữ lắm. Anti fan là một nguồn cảm hứng trong cuộc sống của Minh Tú. Có thể nào là những người gọi là vlogger, hoặc là những người làm những chuyện vĩ đại, hay là những người làm những chuyện có ích cho xã hội sẽ truyền cảm hứng. Nhưng các bạn đừng lo, anti fan là một trong những người truyền cảm hứng và đẩy cảm xúc của Minh Tú được thăng hoa hơn. Thì hy vọng rằng năm 2020 các bạn sẽ có nhiều sức khỏe hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Mình sẽ cà khịa theo một cái level gọi là đẳng cấp hơn. Kiểu như mình không có chợ chợ nữa. Kiểu như đó như mình ở chợ nhỏ không, giờ mình nâng lên chợ lớn. Mai mốt cái mình nâng lên chợ phiên. Cái mai mốt nữa cái mình lên department store. Mình nói chuyện kiểu tiếng Anh đó mọi người. Kiểu you know you come and me, I go, we are go happy together. You understand about that? That I mean, that's what I mean, okay? Các bạn là nguồn cảm hứng của mình. Tại vì thật sự á, những cái gì mà các bạn nói á, mình đọc có những cái mình rất là vui. Dù là các bạn chửi thẳng vô mặt mình, nhưng mà thật sự nó giúp mình nhận ra được những cái khuyết điểm của mình. Ví dụ như các bạn, vì các bạn nói với mình là không ai mời diễn, mình nghe mình tức, mình mới xách cái đít mình đi diễn. Hiểu không? Để mình chứng minh cái điều đó. Ví dụ như các bạn nói là mình không bận đồ ai hết, mình chỉ bận đồ nhà thiết kế của anh Trung Thanh Phong thôi, tại vì không ai cho mình mượn đồ bận. Mình nghe mình tức, cái mình cũng xách đít đi, mình liên hệ để mình mượn đồ mình bận. Có những cái á, mình làm để mình chứng minh là những lời các bạn nói. Nhưng mà mỗi con người chúng ta á, giống như giày dép còn có số mà, con người thì cũng có số. Đối với mình á, anh Trung Thanh Phong và anh Ti Lê là những người mà đã đi với mình một cái khoảng đường rất là dài. Từ lúc mình là con số 0 rồi, đến bây giờ mình là số 0 cộng. Cho nên đâu đó ngoài cái việc gọi là business, thương mại, về công việc, tụi mình còn có với nhau những gọi là kỷ niệm. Mọi người hiểu không? Kỷ niệm nó rất là quan trọng. Những lúc mà 300 ngàn mình không có tiền mua một đôi giày nữa, mình không có nhà để mình ở, thì mình họ là người nương trợ giúp đỡ mình. Lúc đó không ai thèm chụp hình mình, không ai cho mình mượn đồ hết. Các bạn hiểu không? Cho nên đâu đó trong cuộc sống á, cho dù khi mà mình thay đổi, mình phát triển hơn, mình mở rộng mối quan hệ hơn, nhưng mình vẫn sẽ hiểu được đâu là người thân của mình, đâu là nhà của mình, và đâu là những người bạn có thể luôn luôn giúp đỡ và ủng hộ mình. Mình, cái tuyên ngôn của mình á, mình không cần số lượng, mình chỉ cần chất lượng mà thôi. Không có áo dài hả? À? Thí sinh Nguyễn Minh Tú, số báo danh 25. 25, 2 cộng 5 là con số 7, con số 7 là con em bác. Áo dài thì là năm nay 29 tuổi là muốn làm bà qua vui.
bận báo dài về mùng 1. Chứ thường ngày về dưới là bận thun á, ấy lộn chiên áo thun không à. Thôi chào mấy bạn đi. Em chào các bạn, em chào cả nhà, em chào cô chú.